Cả quý vị và các bạn, và trên tay mình đang là bộ trò chơi trí tuệ Pentomino. Trong thời gian qua thì mình có nhận được một số câu hỏi từ các quý vị khán giả là bộ trò chơi Pentomino này thì được cấu thành bởi những hình thù như thế nào, và nó được có phải là các hình thù ngẫu nhiên không. Thì vậy thì hôm nay mình xin làm clip này để giải thích cho mọi người rõ hơn về cái sự cấu thành của bộ trò chơi Pentomino này. Mình xin phép dốc ra để có thể nói rõ hơn cho mọi người. Nói về chất liệu thì là bộ trò chơi Pentomino của mình hoàn toàn được làm bằng gỗ thông sấy và được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam bằng hệ sơn an toàn. Xưởng của bọn mình là ở Thạch Thất, Hà Tây ạ. Dạ vâng, thì cái bộ này được cấu thành như thế nào? Ví dụ nếu ta coi đây là một hình vuông đơn vị thì nó sẽ gồm các hình khối sau đây. Thứ nhất là hình 1, 2, 2 đơn vị. Hình 1, 2, 3, 3 đơn vị. 1, 2, 3. Còn lại thì nó sẽ là các hình 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Còn lại đều là các hình 5 đơn vị ạ. Thì các hình 5 đơn vị này được hình thành như thế nào thì mình cũng xin nói luôn. Đó là nó được hình thành từ các chữ trong bảng chữ cái ạ. Ví dụ các bạn có thể thấy đây chính là chữ U ạ. Chữ U. Tiếp theo chữ L. Chữ X. Chữ W. Chữ N. Chữ F. Chữ F. Chữ T. Chữ V. Z. Y dài. Và cuối cùng là chữ P. Vâng, clip này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn.